con bà Phượng hả? Con Phượng con chết rồi con mày. Đúng rồi con mấy năm rồi. Con, sao? Thì con lâu cũng chưa gặp. Nó phải không có liên lạc với Nguyên nó cao quá. Cao. Con có chết ta tai nạn thang cổ không mày? Bị tai nạn. Accident lâu rồi. Ở ngoài freeway mà bước ban đêm mà mở cửa. 5 năm rồi. Xe hai tông chết. 5 năm rồi con. Chết mà mẹ từ chỗ đụng đến khi mẹ tìm được cái xác nè. 70-80 thước. Trời. À mà mới sang cái lời tơ con. Em đi anh, em không có đi lắm tay nghe nói. Bảy tát. Cái xe phi về xe nó chạy 70 mấy mai mà tông một cái bấy nát cho mặt còn bấy đó. Ừ. Bởi vì bác phi quê mà bước ra đi bộ xe còn đẩy ai đi không á. Ủa ghê ha. Sớm rồi tới tôi nhớ vậy để dành cho tay cái món này có nhiều nữa vậy có hai bậc em có biết không? chiều đúng rồi chiều mà có người ta lợi đó nhớ không con nhớ mấy người tăng có chiều tăng chưa tiền đã dẫn mẹ lại ra đi làm.